tắc đường là tình trạng thường xuyên xảy ra ở Hà Nội. Thời điểm tan tầm, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Để tránh bị mắc giữa biển người, không ít người đã đi xe lên vỉa hè. Điển hình là vỉa hè khu vực Điện Biên Phủ, Chùa Bộc, Láng Hạ. Tuy nhiên, đoạn vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng, đoạn rẽ ra phố Nguyễn Thái Học lại không xảy ra tình trạng như vậy. Theo quan sát, vỉa hè khu vực này